Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua trên địa bàn thị xã Mỹ Hào còn nhiều xe công nông, xe tự chế hoạt động. Qua quá trình tuần tra kiểm soát trên địa bàn, đội cảnh sát giao thông đã phát hiện bắt giữ 23 xe công nông, xe tự chế khi tham gia giao thông. Người điều khiển xe công nông, xe tự chế đều không có giấy phép điều khiển phương tiện, đặc biệt xe công nông, xe cải tiến vận chuyển vật liệu xây dựng, dụng cụ sản xuất nông nghiệp nhưng không đảm bảo các quy định về an toàn giao thông, Nghị định số 32 năm 2007 của Chính phủ quy định các xe công nông, xe tự chế buộc phải ngừng hoạt động. Bên cạnh, đa số người dân đã chấp hành nghiêm văn bản chỉ đạo của Chính phủ và các bộ ngành về xóa bỏ hoạt động của xe công nông, xe tự chế không đảm bảo an toàn giao thông, thì vẫn còn một số người dân tiếp tục duy trì các loại phương tiện trên, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn khi tham gia giao thông. Do vậy, việc phát hiện thu giữ loại phương tiện này để xử lý theo quy định của pháp luật là rất cần thiết. Mặt đường bị băm nát, mưa lầy lội, nắng thì bụi bặm, người dân đi lại khó khăn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Đó là những gì đang tồn tại ở huyện Khoái Châu và một số tuyến đường giao thông. Nguyên nhân có nhiều nhưng chủ yếu là do xe vận chuyển cát tải trọng lớn ngày đêm chạy qua. Thời gian qua trên tuyến đường DH377 đi ra quốc lộ 39, khu vực ngã tư Bô Thời, các lượt xe ben chạy ngang qua, nhiều nhất là xe ben 15 tấn chở cát xây dựng. Đa số các phương tiện phục vụ các công trình san lấp, tuyến đường này luôn trong tình trạng phải gồng mình cõng những đoạn xe chở đất, cát có dấu hiệu quá khổ quá tải từ các bến bãi nằm phía ngoài đê. Tình trạng đó khiến tuyến đường bị xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường bị nứt, sụt lún, cong vênh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Theo ghi nhận, chỉ trong một giờ đồng hồ, tại đây hàng chục xe có dấu hiệu quá khổ quá tải trọng, nhiều xe còn không che phủ bạt. Bụi cát cuốn lên bay mù mịt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân trong khu vực. Thời gian gần đây, các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng phục vụ nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của người dân. Tuy nhiên, thực tế công tác vận tải hành khách bằng xe ô tô còn nhiều vấn đề cần quan tâm để chấn chỉnh nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của nhân dân, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tình trạng xe chạy không đúng hành trình, dừng đỗ không đúng nơi quy định, thu tiền vé nhưng không trao vé cho hành khách, đặc biệt đối với tình trạng phụ xe không trao vé cho hành khách đang diễn ra phổ biến ở một số tuyến xe buýt 208, bến xe Hưng Yên, bến xe Giáp Bát, tuyến xe cố định bến xe Triều Dương, bến xe Yên Nghĩa thuộc công ty Thái Đăng Long. Đáng chú ý, nhiều trường hợp dù đã bị xử lý nhắc nhở nhưng nhà xe vẫn tái phạm. Tất cả các xe đều xé, xe là không xé nhỉ? Dạ, bây giờ là có em xe nhà của em tự quản lý ấy được. Chứ còn đúng là của em phải có vé, thực sự là hôm nay là trên bạn bè đấy của em hết. Thế bây giờ tôi yêu cầu phải làm nào? Tôi chỉ có ai thì em nói thế thì anh mới thông cảm tôi làm nào được. Về cái việc mà khi mà hành khách mà lên xe sau khi đã thu tiền mà không giao vé cho hành khách ấy, thì theo quy định của pháp luật về vận tải thì như thế là sai. Bởi vì cái việc giao vé này ngoài cái quyền lợi của hành khách ra còn là nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước. Những vi phạm đối với vận tải khách ngày càng có chiều hướng tăng trong những ngày nghỉ lễ, ngày cuối tuần. Điều đang nói đó là việc lái xe rượt đuổi nhau trên đường để tranh giành khách, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, gây tâm lý lo lắng cho hành khách lựa chọn đi lại bằng xe ô tô. Mới đây nhất, vào ngày 3 tháng 9, tại địa bàn thôn Tiên Cầu, xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, đã xảy ra vụ va chạm giữa hai xe ô tô khách. Sau khi va chạm xảy ra, lái xe và nhân viên phục vụ trên xe của hai xe khách này đã sử dụng hung khí để lao vào hỗn chiến. Không dừng lại ở đấy, mặc dù trên xe có rất đông hành khách, nhưng lái xe mang biển kiểm soát 89B01213 vẫn ngang nhiên điều khiển xe lùi mạnh vào xe phía sau, gây tâm lý sợ hãi, hoang mang cho hành khách trên xe. Cơ quan công an huyện Kim Động đã khởi tố vụ án với tội danh cố ý gây thương tích đối với lái xe mang biển kiểm soát 89B01213. Và qua công tác kiểm tra, phát hiện các vi phạm, thanh tra sở kiên quyết xử lý, đồng thời chấn chỉnh các lái xe và đơn vị kinh doanh vận tải. Để thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về vận tải hành khách bằng xe ô tô, thời gian tới, các lực lượng chức năng cần tăng cường rà soát và có giải pháp khắc phục ngay các tồn tại đối với hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn,
lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm những vi phạm các quy định về vận tải hành khách bằng xe ô tô, vi phạm trật tự an toàn giao thông, các doanh nghiệp tổ chức cho đội ngũ lái xe, nhân viên phục vụ ký cam kết bảo đảm chất lượng dịch vụ đối với vận tải hành khách bằng xe ô tô. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục an toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.